Bạo chúa Congo đã bị cơ quan tội phạm quốc tế ICC giam giữ, tin tổng hợp Rwanda. Một lãnh chúa Rwanda hôm thứ Sáu đã bị cơ quan hình sự và tội phạm quốc tế bắt giữ vào hôm thứ Sáu vừa qua. Các nhân sự trong lực lượng an ninh ICC đang áp tải lãnh chúa Bosco trở về trại tù Hague, quốc gia Hà Lan, để chuẩn bị xét xử lãnh chúa Naganda, quốc gia Rwanda, với cái tên gọi là Terminator, lợi dụng cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa quân đội chính phủ và dân quân đối lập, tiến hành các cuộc thanh toán và giết hại dân chúng Rwanda trong khu vực. Sau nhiều tháng truy lùng hôm thứ Hai vừa qua, lãnh chúa đã tình nguyện đầu hàng và tự nộp mình tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kigali, quốc gia Rwanda. Phát ngôn viên Tòa án quốc tế ICC, ông Fadi El Abdallah, trả lời tới phóng viên địa phương rằng cơ quan ICC đang áp tải tội phạm quốc tế, ông Bosco Ntaganda, trở lại quốc gia Hòa Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ICC một lãnh chúa tội giết người và diệt chủng đã tự tình nguyện nộp mình. Cơ quan tố tụng ICC sẽ tiến hành thủ tục xét xử trong thời gian ngắn nhất sắp tới vì phải chờ đợi một thời gian bắt tội phạm trình diện trước tòa án. Lãnh chúa Ntaganda cũng có quyền mướn luật sư để bào chữa. Theo các bản báo cáo từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc, lãnh chúa Ntaganda là một trong những thủ lãnh của nhóm phiến quân M23 đã từng tổ chức nhiều cuộc tấn công vũ trang tại thủ đô Goma vào năm ngoái, ép buộc Liên Hiệp Quốc phải gửi quân đội tái chiếm và vãn hồi trật tự. Sinh quán tại quốc gia Rwanda nhưng đã lớn lên tại Congo và một thời gian dài lãnh chúa Ntaganda sát cánh với dân quân Tutsi mở nhiều đợt tấn công tới thủ đô Congo. Phát ngôn viên ICC thông báo tội phạm diệt chủng Ntaganda sẽ được đưa ra xét xử vào tuần tới.